Xin chào mọi người, và như mọi người thấy thì hôm nay mình sẽ làm tiếp với combo Chop Food kết hợp với Chu Triple Katana để đi PVP với anh em nhé. Trước khi xem hết video này thì anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau nhé anh em nhé. Rồi, tam kiếm và Chop Food không biết là như thế nào. Thanh niên kia chạy ghê thế, bình tĩnh. Sao lại cứ thế 30m body là chạy tán loạn thế nhỉ? Mà chạy cũng đúng thôi anh em ạ. Khá là đau ấy. Có 6 triệu body thôi mà. Này, đấy. Cái lốc. Anh em nhìn thấy cái lốc nó quẹ hất tung lên. Tam kiếm này đi spam với trái Buha khá là ổn đấy anh em ạ. Nếu mà ai mà thích nhà Buha đi spammer ấy thì cầm tam kiếm cũng rất là ổn. Nó cũng có một cái chiêu để vồ lên và một cái chiêu lốc xoáy như kiểu như là thằng Zoro nó đánh lốc xoáy tình yêu, không nhớ thằng Zoro skin của nó là cái gì luôn. Đấy, chóp đây anh em ạ. Ông nào đây không ấy rồi, không phải anh em ạ. Thôi đổi server rồi anh em, đổi server. Vâng. À đây rồi, mấy thanh niên này nó đang đánh nhau này anh em. Ai dạ, vừa nói Buha xong mà có hai thằng Buha luôn. Buha này đừng có khinh thường Chop Food của anh Buha mà. Buha mà gặp cái loại Chop Food này thì spam thế nào được nhỉ anh em nhỉ? Spam thế nào được. Đấy, này thì Buha lên với anh này. Đấy, úi dồi, đang nó đông anh em, server này đang rất là đông. Bây giờ mà lại cái kiểu là V4 lên cái thì cái trái chóp nó cũng có sát thương thì thôi rồi. Đấy, thanh niên này lên bảng điểm số. Càn quét server rồi anh em. Càn quét server, thằng này theo level quá thấp anh em ạ. Bạn ấy level quá thấp nên là không được hưởng bounty luôn. Rồi đây, mấy thanh niên vẫn đang chơi kiếm với anh ạ. Nhìn anh đây này, Buha thì anh dùng chóp này rồi, cơm độ quá cao. Cân server rồi anh em ạ. Càn quét server rồi. Buha ở đây là gặp chóp là phế rồi anh em ạ. Làm gì có sát thương. Buha gặp chóp làm gì có sát thương, bởi vì là Buha thì lại thường thì mọi người sẽ cộng một kiếm, mà kiếm bây giờ có cái trái này nó khác kiếm rồi thì làm sao mà anh em đánh được. Lại vắng rồi, thôi đổi server nhá. Rồi, kia. Ông kia ra đây. Hôm nay là ông nào đây? Ái da, Poto à? Khó chơi đây. Poto này. Chạy nhẹ đâu rồi anh em ạ? À đây rồi. Chạy long quăng Poto à? Lôi chảo à? Tộc Cybot à? Cybot này. Poto thì không có kiếm, không dùng được thì đánh cái gì? Kiếm không dùng được thì đánh cái gì? Này thì Poto này. Càn quét luôn anh em ạ. Càn quét luôn. Trời, trượt thằng này vẫn né được kìa. Né được này, chạy vào trong chưa? Ôi, không chạy vào trong rồi. Mày không chạy vào trong thì đứng đấy làm gì? Đấy anh em ạ, chơi chóp thì chúng ta phải biết tận dụng cái vũ khí tưởng chừng là gọi là không ra gì, nhưng mà đánh thì cũng rất ra gì đấy anh em ạ. Đặc biệt là khắc chế được rất là nhiều, chóp thì khắc chế được rất là nhiều, kiểu như là trái, ví dụ như là Buha thì mọi người cứ xác định luôn đúng không? Buha tha em nha anh 30m. Trời, cười nhạt cái thôi anh em ạ. Cười nhạt cái thôi. Chứ bây giờ anh em nó bảo tha em thế này thì đỡ đánh gì nữa, trời ơi. Vừa chơi vui được tí xong anh em nó lại rút hết vào đây rồi. Thôi lại phải đổi server tiếp. Chứ thế này thì không ổn rồi. Lại đổi server tiếp. Gặp ngay mấy ông băng. Băng này. Được rồi. Anh em có thích mình làm cái video mà còn ác bounty thấp không? Mình có ác bounty thấp mà. Đấy, kiểu như gọi xít nữa thì double kill luôn này. Không ra nữa rồi. Có bật BB. À có một số bạn comment bảo là giọng anh đi gọi là gì gì quên mất mẹ này. Đi làm MC. Em cái gì em?
giọng anh nói có hay đâu, giọng anh nói có hay đâu mà MC trời. Nè, đâu ạ, xong con năm, ôi không được, đang ở không trung khó kết liễu quá anh em ạ, đang ở không trung, nói chung là chết nhanh quá thì anh em lại bảo diễn, nhưng mà đây không phải là diễn đấy nha anh em ơi, đây là BB thật đấy, làm gì có thằng nào ngu nó đứng lại cho mình đánh đúng không? Combo này thì không phải là cái combo mà để gọi là hút vào người, mà anh em phải dượt anh em ạ, không như mochi các thứ. Và với lại thì anh em biết là chop là nó khắc chế kiếm mà, khi V4 lên với lại cái diện tích của nó không được như các trái khác đấy. Lôi này, ui không chết, chạy đâu mất rồi, kìa, lôi ông chạy nhanh quá, ông dùng cái gọi là cái chiêu cuối, mình gọi là cái chiêu cuối đi, chiêu cuối với anh đi, thắng à, thắng 5-3-4-3-2-6, ôi lại con báo ở đâu ra đây, báo và mochi, đây rồi, không được. Đây rồi, lên bảng đến số à, rất là ổn anh em ạ. Thì anh em bị khắc chế cái kiếm rồi nên chém kiếm làm sao mà có sát thương, không có sát thương thì đánh cái gì, thôi chọn thế thôi. Không biết là có ai có ý hỏa gì không này, vẫn ra đánh nhau à, ai ra vẫn ra kìa anh em, vẫn có thấy người kia thì ra nốt thế nào, anh em này nó vẫn đang máu anh em ạ. Mấy cái bạn này vẫn đăng máu anh em ạ. Anh em xem đến đây thì anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau nhá. Thì gần đây dạo này thì mình đăng video trở lại, vì dạo này cũng không có thời gian nhiều, chỉ làm được video ngắn thôi, đi làm đêm nên là có thời gian. Mà có lẽ là bây giờ đổi server thôi. Đổi server. Nào bắt đầu lại tiếp tục anh em ạ. Hình như có mấy bạn đang theo mình anh em ạ. Cái đổi server là cái mọi người không biết là mình đang quay video ấy, nên là mình quay video nhưng mà thế mới vui, bởi vì là mọi người không biết thì mọi người mới kiểu như là các bạn xem thì mình không có diễn đâu nhé mọi người, tất cả video không có diễn, cho không có ai là gọi là tự nhiên phụ mình, yên tâm độ chân thật của các chú đấy, đúng là có anh em đi theo mình thật rồi. Trời ơi, Mitras 30 triệu có đi cơ à? Ui kinh thế nhỉ? Hello, em đi đâu? Chạy đi đâu em ơi? Chạy đi đâu? Chóng cả mặt, hòa hết cả mắt. À, chạy được kìa. Lưu trong rồi. Thằng này chết rồi, nó không bật bể. À, dính con mochi này rồi. Dính con mochi này rồi. Dầm bột của mình kìa. Dầm bột. Sao mà đỡ được. Trời ơi, đã bảo rồi, kiếm không có tác dụng với anh mà lại còn đấy, nhảy ra một cái đánh chỉ có sát thương đâu, khổ quá cơ, thì lệ rất là nhỏ luôn, làm gì có sát thương mà mày chém anh là cái gì đấy. Chóp nó có lợi thế ở chỗ đấy đấy anh em ạ, chỉ là chơi cái ít và ít vân. Hoặc là anh em cộng một trái thì ok, thương thì còn như Buha thì cộng một trái thì đánh thứ hai đúng không, Buha mà cộng một trái thì đánh thứ hai cơ chứ. Này có chi b một à, thứ hai là mới có cái răng đi mà, thứ hai anh em ạ, nhầm tí. Hello em xyz, Blessing rồi. À, bữa giờ săn lệ phi được khá Blessing rồi. BB không.
đang bê bê đây thay, trời ơi đang đây đang đánh nhau ầm như đây mà không nhắn tin được đâu em ơi, trời ơi là trời. Anh mỗi hôm anh chơi xíu à anh ấy rồi, anh có thể là áp rồi. Như mọi người hỏi là sao anh đi để gì là làm video để đăng lên anh em xem, và sau đó là nấu cơm xong là live stream bán hàng kính mắt bán hàng xem. Ôi sợ anh con bot tôi đánh con bot ông Việt cứ hỏi ra đây ông đánh nhau đi là vừa reset anh em ạ. Đổi server vậy toàn 33 hết rồi đánh cái gì nữa. Nói chung là mình làm video vui thôi chứ không phải là săn bounty đâu mọi người. Thôi có lẽ video của mình đến đây thôi nhá anh em ạ. Anh em xem video thì anh em hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhá. Bye bye anh em nhá.